Việt Nam cho chiếu phim Mỹ Catching Fire sau khi cấm phần 1. Phần 2 của bộ phim The Hunger Games của Mỹ đã được cấp phép chiếu ở Việt Nam kể từ ngày 27 tháng 11. Báo chí trong nước cho biết tập phim Catching Fire sẽ được chiếu phim tại Việt Nam và không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Anh Trần Minh Phúc, một fan của bộ phim ở Việt Nam nói rằng việc phần 2 được phép chiếu ở Việt Nam là tin rất vui đối với những người yêu thích 3 tập truyện của nhà văn Susan Collins mà 2 tập trong số đó đã được chuyển thể thành phim. Suốt một năm chờ đợi, lúc đầu có nhiều thông tin nói rằng bộ phim không qua được ải kiểm duyệt vì nội dung quá bạo lực. Lúc đó, nói chung là hụt hẫng lắm, nhưng 1-2 ngày trước lại có thông tin chính thức là Catching Fire được chiếu ở Việt Nam mà không ai bị cắt bất cứ đoạn nào. Hiện tại thì các cụm rạp tại thành phố Sài Gòn đã cho book vé trước. Tuy là xem trễ hơn các nước khác trên thế giới 5 ngày, nhưng không sao, miễn sao là phim được cho phép công chiếu là được. Năm ngoái, phần 1 The Hunger Games đã không được vượt qua quá trình kiểm duyệt tại Việt Nam vì Hội đồng Duyệt phim Quốc gia cho rằng nội dung phim quá bạo lực, tàn nhẫn, không phù hợp với khán giả Việt Nam. The Hunger Games là câu chuyện giả tưởng về một trò chơi mà các thiếu niên bị buộc phải tham gia và các em phải tàn sát lẫn nhau cho tới khi chỉ còn một người sống sót. Hiệp hội phim ảnh Hoa Kỳ đánh giá The Hunger Games thuộc loại phim PG-13, có nghĩa là trẻ em dưới 13 tuổi đi xem phim thì cần phải có cha mẹ đi kèm. Trong khi bị cấm ở Việt Nam, năm ngoái, bộ phim đã làm mưa làm gió tại các bảng xếp hạng phim ảnh trên thế giới. Anh Phúc nói rằng, một quốc gia coi trọng trẻ em như Mỹ còn tiếp nhận một bộ phim hào hứng như vậy thì Việt Nam đâu có lý do gì để cấm xem. Anh cũng nhận định rằng, Catching Fire có thể đem lại một lợi nhuận cao cho các phòng vé ở Việt Nam. Tuy phần 1 của bộ phim bị cấm ở Việt Nam, tiểu thuyết The Hunger Games với tên tiếng Việt là Đấu trường sinh tử vẫn được lưu hành ở Việt Nam và thu hút nhiều độc giả.